Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với video tiếp theo về ngữ pháp thì hiện tại hoàn thành, một trong những thì cũng được sử dụng rất là nhiều. Chúng ta đến với khái niệm thì hiện tại hoàn thành, thì diễn tả cái hành động mà đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian diễn ra nó, là khi các bạn miêu tả một cái hành động gì đó mà không cần phải nói cái thời điểm nó diễn ra, hoặc là hành động nào kéo dài từ trong quá khứ cho tới thời điểm hiện tại và bây giờ vẫn có thể chưa kết thúc. Các bạn đến với cấu trúc của câu khẳng định thì hiện tại hoàn thành. Chúng ta có công thức sau: chủ ngữ cộng have, has cộng với động từ PP hoặc là động từ có đuôi ED. Thì chúng ta chọn cái have, has sẽ tùy theo chủ ngữ là số ít số nhiều mà các bạn đã được học cách chia. Sau đó khi đã xong have, has thì chúng ta xem là cái động từ cần chia ở đó là có nằm trong bảng động từ bất quy tắc hay không, là cái verb PP đó các bạn. Nếu mà nó không nằm trong bảng động từ bất quy tắc thì buộc chúng ta phải thêm ED cho nó. Động từ bất quy tắc là cái động từ cột 3 mà các bạn thường hay nhắc đấy các bạn. Cột 1 là động từ nguyên mẫu, cột 2 là động từ chia ở dạng quá khứ và cột 3 là dạng quá khứ phân từ, là PP đó các bạn, past participle. Và ví dụ như động từ go, chúng ta có nguyên mẫu là động từ go là đi và dạng cột 2 quá khứ của nó là went và cột 3 quá khứ phân từ là gone. Một động từ khác, ví dụ như động từ arrive là đến, thì chúng ta thấy là arrive này không nằm trong nhóm động từ bất quy tắc thì chúng ta sẽ thêm ed khi mà chúng ta muốn chia nó ở cột 2 hoặc là cột 3 thì chúng ta sẽ có là arrived, là phiên âm thêm ed và chúng ta đọc là phiên âm r các bạn, arrived. Cho nên các bạn phải ghi nhớ những động từ nằm trong bảng động từ bất quy tắc để chúng ta tránh nhầm lẫn khi chia động từ. Nhiều khi nó nằm trong bảng động từ bất quy tắc mà các bạn lại thêm ed chẳng hạn. Việc dùng have hay là dùng has thì các bạn phải xác định chủ ngữ thuộc số ít hay số nhiều. Chủ ngữ số nhiều thì chúng ta sẽ đi kèm với have PP và chủ ngữ số ít thì chúng ta sẽ là has PP. Bạn đến với một vài câu ví dụ sau đây. I have graduated from my university since 2012. Tôi đã tốt nghiệp trường đại học từ năm 2012. Thì chúng ta có dấu hiệu ở đây là since cộng với lại một mốc, một điểm thời gian nào đó kể từ năm 2012. Thì chúng ta sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành trong câu này. Và cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành là have, has cộng verb PP hoặc là thêm ED. Thì các bạn có chủ ngữ câu này là I, cho nên chúng ta sẽ chọn được từ have. Và sau đó động từ graduate thì không nằm trong nhóm động từ bất quy tắc, cho nên các bạn thêm ED để có động từ cột 3. Và khi thêm ed thì các bạn sẽ đọc phiên âm của âm này là ed nha bạn, thích nha, graduate. Chúng ta đến luôn trọng âm graduate, trọng âm 1 nha các bạn, university, trọng âm 3 nha các bạn. I have worked for this company for 4 years. Tôi đã làm việc cho công ty này được 4 năm rồi. Các bạn thấy dấu hiệu ở đây là từ for cộng với lại khoảng thời gian là 4 năm. Như vậy ở câu trên since là cộng với một cái điểm thời gian nào đó kể từ năm 2012, kể từ tháng trước, kể từ tuần trước, kể từ một cái điểm thời gian, mốc thời gian. Còn for thì sẽ cộng với một khoảng thời gian nào đó, có nghĩa là trong 4 năm, trong vòng 1 tuần, trong vòng 2 năm, kiểu như vậy. Và to year, đây khi thêm s thì các bạn sẽ đọc phiên âm chữ s này sẽ là âm z nha các bạn, years. Và chúng ta có chủ ngữ câu này là we, cho nên chúng ta sẽ chọn được là have và pp. Thì cái từ work, động từ này không nằm trong nhóm động từ bất quy tắc, cho nên chúng ta sẽ thêm ed và kết thúc bằng kết thúc, nó đọc phiên âm kết thúc là chữ k nha các bạn, k, cho nên khi thêm ed các bạn sẽ biến đổi âm ed này thành là âm t, âm th, th là worked, chứ chúng ta không được đọc là worked nha các bạn. Ở trên là graduate, là đuôi ed là thịt, nhưng mà ở dưới là worked. Chúng ta đến luôn trọng âm company, trọng âm 1. She has started learning piano since she was 10. Cô ấy đã bắt đầu học piano kể từ năm cô ấy 10 tuổi. Ta có dấu hiệu ở câu này là since cộng với lại một mệnh đề thì quá khứ đơn. Since cộng mốc với mốc thời gian là từ khi cô ấy 10 tuổi đó các bạn. Thì chúng ta cũng ghi nhớ luôn mệnh đề sau since là luôn nằm ở thì quá khứ đơn. Cho nên ta thấy ở trong câu này là she was chứ không phải là she is, giống như các bạn hay chia ở thì hiện tại đơn nha. Và chúng ta quyết định được câu này chưa thì hiện tại hoàn thành, và chúng ta xét chủ ngữ she là chủ ngữ số ít cho nên chúng ta chọn được has, và sau đó động từ start chúng ta sẽ thêm ed vì nó không nằm trong bảng động từ bất quy tắc, và khi các bạn thêm ed sẽ đọc là started, là đuôi it nha các bạn, ed á, it.
story. The cat has eaten a lot since yesterday. Con mèo đã ăn rất là nhiều kể từ ngày hôm qua. Chúng ta có dấu hiệu trong câu này cũng là since và cộng với một mốc thời gian ở trong quá khứ là yesterday. Và chủ ngữ câu này là the cat, là chủ ngữ số ít vì có một con mèo ở đây thôi. Chúng ta sẽ chọn được là has. Và động từ eat chúng ta chia dạng cột 3 là eaten, không phải là eat đâu nha các bạn, mà là it ate eaten. Chúng ta đến trọng âm yesterday, trọng âm 1. Công thức của câu phủ định thì đơn giản là chúng ta chỉ cần thêm not ở phía sau have has, và vẫn cấu trúc là chủ ngữ cộng have has cộng not và cộng động từ pp hoặc là thêm ed. Và tất nhiên là chúng ta sẽ set cái chủ ngữ, sau đó sẽ từ cái chủ ngữ đó chúng ta sẽ quyết định chọn have hay là has. Và have khi chúng ta thêm not thì chúng ta có thể viết tắt thành haven't, hoặc là has thì hasn't. Trở lại câu ví dụ hồi nãy, chúng ta có câu là tôi đã tốt nghiệp trường đại học kể từ năm 2012. Thì bây giờ nếu mà nói tôi không phải là tốt nghiệp trường đại học kể từ năm 2012 thì chúng ta sẽ thêm not ở phía sau sau từ have, thì chúng ta sẽ có một cái câu mang nghĩa phủ định và ở thì hiện tại hoàn thành. Chúng ta có have not thì các bạn có thể viết tắt là haven't, và động từ vẫn chia ở dạng pp hoặc là thêm ed ha các bạn. Câu tiếp theo cũng vậy, we haven't worked for this company for 4 years. Ghi nhớ cái từ years này ha, là khi thêm s ở sau là nhiều năm á, thì các bạn phải đọc phiên âm của chữ s này là âm z nha các bạn, không phải là âm sc, không phải là years mà là years. Nhiều bạn khi mà đọc hoặc là khi làm bài kiểm tra ngữ âm về phát âm thì các bạn hay bị sai những cái âm nhỏ nhỏ như thế này. Cho nên khi học thì các bạn để ý chắt chiu từng cái kiến thức nhỏ nhỏ như vậy thì chúng ta sẽ nhớ được nhiều thứ nha. She has not learned piano since she was 10. Các bạn thấy dấu hiệu trong câu này là since cộng với lại một mệnh đề là she was 10. Và since là cộng với một mốc thời gian thì mốc thời gian ở đây cũng giống như việc là từ năm cô ấy 10 tuổi. Và cái này là mệnh đề thì các bạn phải ghi nhớ sau since là khi nào mệnh đề cũng phải chia thì quá khứ đơn nha các bạn. Cho nên chúng ta mới thấy là động từ to be ở trong này dùng, người ta dùng was chứ không phải là dùng is giống như thì hiện tại đơn mà chúng ta đã học. Chủ ngữ là she cho nên chúng ta chọn has, và câu phủ định cho nên chúng ta thêm not phía sau has not hoặc là hasn't, và động từ learn chúng ta thêm ed hoặc là learned, và các bạn đọc phiên âm chữ ed này là learned nha các bạn. Cô ấy đã không học piano từ năm cô ấy 10 tuổi. The cat hasn't eaten anything since yesterday. Thì chúng ta có dấu hiệu ở câu này là since yesterday, kể từ ngày hôm qua thì con mèo đã không ăn bất cứ thứ gì hết. Thì chúng ta sẽ có chủ ngữ câu này là the cat, cho nên chúng ta chọn has, và thêm not phía sau là hasn't hoặc là has not eaten anything trong âm 1, yesterday trong âm 1. Câu nghi vấn là câu hỏi đó các bạn, thì các bạn chỉ cần đổi cái have has lên đầu. Nếu phủ định thì thêm not ở phía sau, và sau đó đến chủ ngữ và đến động từ chia ở dạng pp hoặc là thêm ed. Và nhớ phải có dấu chấm hỏi câu nha các bạn. Đã là câu hỏi thì phải có dấu chấm hỏi, nếu các bạn không có dấu chấm hỏi thì nó sẽ thành sai. Và các bạn phải ghi nhớ trong câu hỏi khi nào cái have has này cũng phải đứng trước chủ ngữ. Theo have you ever visited to Vietnam, bạn đã từng tới thăm Việt Nam chưa? Chúng ta thấy ở trong câu này cũng có cái dấu hiệu là từ ever nha các bạn, đã từng, đã bao giờ, thì chúng ta cũng coi đó là một dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Và cái này là câu hỏi cho nên chúng ta phải đưa have has lên đầu câu. Chúng ta chọn have vậy vì chủ ngữ trong câu này là chủ ngữ you, và động từ visit là động từ không nằm trong nhóm động từ bất quy tắc, cho nên chúng ta thêm đuôi ed đọc phiên âm là visit. Âm này đọc là đâm âm ịch nha các bạn, visit. Ta đến luôn trọng âm là visit là trọng âm 1 nha các bạn. Và trả lời là yes I have hoặc là no I haven't. Has she arrived in London yet? Cô ấy đã tới London chưa? Và câu này cũng có dấu hiệu là có từ Z ở sau đó các bạn. Không phải là chữ Z là vâng đâu, mà chữ Z từ này có nghĩa là đã chưa, và xuất hiện ở cuối câu khi các bạn cho nó nằm ở trong thì hiện tại hoàn thành. Và hoặc là nó xuất hiện ở cuối câu hỏi hoặc là nó nằm trong câu phủ định nha các bạn. Vẫn chưa làm gì đó. Thì
Chủ ngữ câu này là chủ ngữ she, cho nên mình chọn được từ has và động từ arrive thì không nằm trong bảng động từ bất quy tắc, cho nên chúng ta thêm đuôi ed arrived, và âm ed này sẽ phát âm là âm d nha các bạn. Cô ấy đã tới London chưa? Và có thì yes she has, và no she hasn't. Các bạn đến với cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Thì hiện tại hoàn thành nó sẽ chỉ các hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại, mà không đề cập tới thời điểm nó xảy ra khi nào. Thì các bạn có ví dụ như câu dưới đây, I have done all my homework, là tôi đã làm xong tất cả các bài tập của tôi. Thì mình chỉ nói một câu đơn giản như vậy thôi mà không cần xác định thời điểm là chính xác là khi nào, thì các bạn cũng có thể dùng thì hiện tại hoàn thành. Và chúng ta có chủ ngữ là I, cho nên chúng ta chọn được từ have. Động từ ở trong câu này là động từ do, làm. Khi chia ở dạng cột 3 thì nó là done, và dạng cột 2 của nó là did. He has lost the key. Anh ấy đã làm mất chìa khóa. Và chúng ta có chủ ngữ là he, cho nên chúng ta chọn được là has. Và động từ ở trong câu này là động từ lose, là làm mất. Và khi chia ở cột 2 là lost, và cột 3 nó cũng là lost. Những động từ này thì các bạn phải nhớ nha, chứ không phải là động từ nào cũng thêm ed như giống như mấy cái câu ví dụ mà chúng ta làm hồi nãy giờ đâu. Cách sử dụng tiếp theo đó là miêu tả cái hành động đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn còn đang tiếp tục ở hiện tại. Nói một cách đơn giản là hành động bắt đầu từ quá khứ và kéo dài cho tới hiện tại. Đó, thì các bạn đã dùng được thì hiện tại hoàn thành. Thực ra thì cũng có một cái miêu tả tiếp theo là bắt đầu trong quá khứ và hiện tại vẫn còn, và đôi khi nó còn có thể tiếp tục trong tương lai nữa. Thì các bạn có thể miêu tả bằng hiện tại hoàn thành hoặc là hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Nhưng đơn giản các bạn miêu tả đơn giản nhất thì dùng thì hiện tại hoàn thành nó cũng đủ rồi. And they've been married for nearly 50 years. Dấu hiệu ở đây là for cộng khoảng thời gian là 50 năm. Thì chúng ta dùng cái thì hiện tại hoàn thành cho câu này, và chủ ngữ là they. Sau đó động từ ở trong câu là động từ to be nha các bạn. Động từ ở trong câu này đang là động từ to be, cần chia. Và động từ to be ở dạng cột 3 là been. Cột 2 là dạng quá khứ của nó là was were, như các bạn đã biết, đã học. Chứ không phải động từ trong câu này là married nha các bạn. Married ở đây là tính từ, có gia đình, đã xác lập tình trạng kết hôn. Cho nên nhiều khi các bạn cũng bị nhầm lẫn là câu bị động á, tại vì trong câu bị động là have has been, sau đó động từ verb PP. Rồi các bạn lưu ý là to years, nhắc lại nha, là cái chữ S này là số nhiều, nhiều năm, thì phiên âm của chữ S này là âm Z nha, years. Câu tiếp theo, she has lived in Tokyo her life, là cô ấy đã sống ở Tokyo suốt cả một đời. Thì chúng ta cũng có dấu hiệu là all her life. Thực ra cái all her life này á cũng nằm trong dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn đó các bạn. Nên là nếu mà các bạn trong trường hợp nào mà nhấn mạnh á thì các bạn hẳn dùng tiếp diễn, còn không thì nói bình thường như vậy cũng được rồi. Và chủ ngữ là she, cho nên chúng ta chọn has. Và động từ live là động từ sống, không nằm trong động từ bất quy tắc, thì chúng ta thêm đuôi ed. Và đọc phiên âm cái ed này các bạn đọc là âm t nha các bạn, lived, chứ không phải là lived ha. Các bạn có thể sử dụng hiện tại hoàn thành tiếp diễn như là she has been living cũng được ha, nhưng mà dùng hiện tại hoàn thành cũng đúng rồi nha. Một dấu hiệu tiếp theo mà các bạn thường thấy là cái since cộng với một mệnh đề. Mệnh đề là sao? Mệnh đề là một cái cấu trúc câu chủ ngữ động từ tân ngữ mà các bạn đã được học ở cái bài học đầu tiên đó. Một mệnh đề là một câu, thì since sau since mà nếu là mệnh đề á, thì các bạn phải nhớ mệnh đề đó là chia thì quá khứ đơn nha, hoặc là cái từ ngữ nào mà chỉ ra đó là thời quá khứ đơn là được. Câu dưới đây chẳng hạn, they've stayed with us since last week, họ đã ở với chúng tôi kể từ tuần trước. Thì chúng ta thấy since là kể từ tuần trước, chủ ngữ là they, cho nên chúng ta có have và người ta viết ngắn gọn là they've. Động từ stay là không nằm trong nhóm động từ bất quy tắc, cho nên chúng ta thêm ed đọc là stayed. Phiên âm ed này sẽ đọc là âm d nha các bạn. Rồi các bạn vẫn phải ghi nhớ là sau since là quá khứ đơn nha. Một cái thời gian nào ở quá khứ đơn hoặc là một mệnh đề thì quá khứ đơn. Ví dụ như câu này chúng ta có tiếp này, I have worked here since I left school. Tôi đã làm việc ở đây kể từ khi tôi rời trường. Thì chúng ta có since là cộng với một cái mệnh đề thì quá khứ đơn này các bạn. Thì chúng ta có cái động từ left là quá khứ của to leave là rời ha. Và ở trước chúng ta có chủ ngữ I, cho nên chúng ta dùng have, và động từ work là không nằm trong nhóm động từ bất quy tắc, cho nên chúng ta thêm đuôi ed đọc là worked, cực thờ nha các bạn. Đuôi phải phiên âm của nó là âm t nha, cực thờ.
Và nghĩa câu này là tôi đã làm việc ở đây kể từ khi rời trường. Một dấu hiệu tiếp theo mà các bạn dùng trong thể hiện tại hoàn thành đó là ever, để chỉ một kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại. Ever là đã bao giờ, rồi khi có câu hỏi thì đã bao giờ chưa. Thì chúng ta có câu ví dụ như đây là my last birthday was the worst day I've ever had. Sinh nhật lần trước của tôi là sinh nhật là cái ngày tệ nhất mà tôi từng có. Thì chúng ta có ở trong này có hai dấu hiệu lận các bạn, thì chúng ta sẽ có the worst day là ngày tồi tệ nhất, so sánh nhất. The worst là so sánh, cái tính từ này là tính từ so sánh nhất của tính từ bad, tồi tệ đó các bạn. Thì cái gì nhất mà đã từng, đó là thì hiện tại hoàn thành nha. Đằng sau có cái từ ever ở trước động từ had, thì chúng ta chủ ngữ I này, cho nên chúng ta dùng từ have và viết tắt lại. Sau đó đến từ ever và đến động từ chính của câu là động từ have, và chúng ta có cột 3 là had. Chúng ta đến luôn trọng âm birthday, trọng âm 1 nha các bạn. Đến câu tiếp theo, have you ever met Ted? Bạn đã bao giờ gặp Ted chưa? Thì trở lại yes, but I've never met his wife. Thì cái này đó nghĩa là bao giờ, có dùng từ error này các bạn, cho nên nó cũng dùng thì hiện tại hoàn thành. Và khi trả lời ở sau này thì cũng là never luôn, cũng chưa bao giờ luôn ha. Và các bạn để ý luôn là cái này là câu hỏi nè, cho nên cái từ have nó phải lên trước chủ ngữ you. Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành thì có từ just, recently, lately là gần đây, vừa mới, already là rồi, before là trước đây, ever đã từng, never chưa từng và không bao giờ, yet là chưa, dùng trong câu phủ định và câu hỏi. Ngoài ra có các dấu hiệu nhận biết cụ thể hơn mà các bạn hay gặp là for, còn khoảng thời gian, là trong khoảng bao lâu đó, trong khoảng một năm, một tháng, rồi một thời gian dài, trong vòng một giờ. Đó là một khoảng thời gian nào đó thì các bạn sẽ dùng for. Còn cái since là cộng với mốc điểm thời gian, kể từ khi nào, kể từ năm nào, kể từ ngày nào, kể từ tháng nào, đó, kể từ lúc nào. So far, until now, up to present là cho tới bây giờ, cho tới hiện tại. Rồi in far, during, over, sau đó là the past hoặc là last, cộng với lại thời gian, ha, trong suốt bao nhiêu lâu. Trong vòng mấy năm qua chẳng hạn, kiểu như vậy, hoặc during the past 3 years, trong vòng 2 năm qua, đó là những dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Chúng ta để ý luôn vị trí của các trạng từ trong thì hiện tại hoàn thành. Already, never, ever, just là phải đứng sau have, has và đứng trước động từ PP ha. Thì chúng ta có câu như là I've already loved you since we first met. Tôi đã yêu em kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Rồi Tom has just finished his work là Tom vừa mới kết thúc công việc của anh ta, thì từ just này đứng sau từ has. Hoặc là câu ví dụ tiếp theo là my last birthday was the worst day I've ever had, là sinh nhật vừa rồi của tôi thì là ngày tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Và cái từ already này cũng có thể đứng ở cuối câu nha các bạn, đã làm gì rồi. Về từ yet thì chúng ta sẽ cho nó đứng cuối câu và thường được sử dụng trong câu phủ định và câu nghi vấn. Thì như câu ví dụ như là she hasn't told me about you yet, là cô ấy đã vẫn chưa kể với tôi về bạn. Thì cái câu ở trước là câu phủ định nè các bạn, là hasn't, và động từ tell là có quá khứ phân từ là told, và ở sau là từ yet là đứng ở cuối câu, vẫn chưa. Hoặc là cái câu dưới đây, have they started working on their plan yet, họ đã bắt đầu thực hiện cái kế hoạch của họ chưa, thì cái này câu này là câu nghi vấn, thì chúng ta cũng để cái từ yes ở cuối câu luôn nha các bạn. So far, recently, lately, up to present, hoặc những cái trạng từ như vậy thì có thể đứng đầu hoặc cuối câu ha. I have seen this film recently. Gần đây thì tôi xem bộ phim này rồi. Hoặc là I have been single so far ha. Cho đến nay thì tôi vẫn độc thân. Cảm ơn các bạn đã chăm chú theo dõi video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại ở video tiếp theo nhé.